không à, Đây là thị xã, kêu gọi người ta ở đây về nhà à, đi. thị thành phố anh theo anh nhà kêu gọi người ta. Ủy ban hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết, hội đồng dân thành phố, thị xã gì Phan, thành phố Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Bây giờ này đang là bây giờ anh nói nè, em đừng nói đích danh bởi vì mình cũng chưa nắm chính xác. Em chỉ nói là nè, hiện tại một số cơ sở cơ quan công quyền đã bị các lực lượng này là chàng bảo phản á, mình nói vậy. Anh nói một số gì nhiều quá, người ta quan mang. Xin chào các bạn. Hiện tại thì cơ quan công quyền ở một địa phương đã bị một số đối tượng lợi dụng biểu tình, gọi là lợi dụng cái vấn đề yêu nước để mà đốt phá cũng như là chiếm giữ. Hiện tại theo chúng tôi được thông tin được biết, đây là ở thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Và do vậy cho nên là tôi đề nghị chính quyền địa phương trấn áp đoàn biểu tình này, bởi vì nó không còn là biểu tình để biểu hiện ý chí và ý kiến nguyện vọng của nhân dân nữa, mà đã trở thành bạo loạn. Do vậy đề nghị chính quyền nhân dân của tất cả các địa phương có bạo loạn trấn áp các đối tượng ngay lập tức để đảm bảo trật tự và an ninh cho khu vực cũng như là an toàn cho người dân, bởi vì các đối tượng này chỉ là thiểu số trong cái cộng đồng. Và tôi hy vọng rằng là các đơn vị của quân đội, công an vào cuộc. Hiện tại theo tôi được biết là chưa có lệnh trấn áp, cho nên là tôi hy vọng rằng đề nghị các cơ quan công quyền tổ chức trấn áp các cái sự bạo loạn của cái nhóm bạo loạn này, bởi vì nó đã biến biểu tình thành bạo loạn rồi, không còn là ôn hòa, không còn là bất kỳ một cái sự biểu đạt ý kiến nguyện vọng nhân dân nữa, mà đây là một cái sự tấn công vào chính quyền, tấn công vào nhân dân. Đây là một sự nổi loạn. Đây là nổi loạn. Đây là nổi loạn, và tôi lên án các cuộc biểu tình như thế này. Đừng bao giờ nói với tôi về biểu tình nữa, và thông qua lực biểu tình, nếu thông qua lực biểu tình, tôi đề nghị cơ quan công quyền có biện pháp và trao quyền nhiều hơn cho lực lượng cảnh sát công an để trấn áp các cái lực lượng mà phản biểu tình như thế này. Tôi hy vọng là ngay lập tức cơ quan công quyền, chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị công an quân đội lập tức trấn áp sự bạo loạn này, vì an toàn của nhân dân. Sự an toàn của nhân dân chúng tôi đang bị đe dọa. Tôi đề nghị chính quyền ngay lập tức trấn áp để khống chế tất cả các đối tượng phản động. Nhưng mà xin thông tin với các vị là hiện tại đã có hai chiến sĩ của ta đã hy sinh. Không, chiều nay là có cái tin là không tin là hai chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh, nhưng mà ở đơn vị nào? Biên phòng của tỉnh nào, đơn vị nào? Biên phòng tỉnh Bình Thuận. Đã có hai chiến sĩ chúng ta đã hy sinh rồi, chúng ta không thể chờ đợi được nữa. Đề nghị trấn áp đoàn biểu tình này. Đập. Cần thiết nổ súng. Chúng tôi đồng ý tất cả những kẻ biểu tình nổi loạn trong đêm nay, chúng tôi đồng ý cái chết của họ để đảm bảo sự an toàn cho nhân dân chúng tôi. Hãy vì cộng đồng, vì nhân dân, vì cộng đồng chung nhân dân, chúng tôi đồng ý chấp nhận sự đau thương này. Trấn áp tất cả những kẻ nào đang cố gắng phản động biểu tình và bạo loạn như thế, phải trấn áp ngay. Tôi đề nghị phải có sự trấn áp ngay lập tức.